Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Đức Dưỡng. Hiện tại thì Đức Dưỡng đang có mặt tại một ngôi nhà hoang. Theo người dân chia sẻ thì ngôi nhà hoang này đã bỏ cách đây khoảng hơn 30 năm. Vì nguyên nhân bỏ hoang thì do người chủ đã tự vẫn ở trong ngôi nhà này. Và sau đó thì vợ con cũng không sống được ở cái nhà này, thì cũng bắt buộc phải chuyển và dọn đi một nơi khác ở, thì ngôi nhà đã bỏ hoang. Thì vợ con thì cũng có nên giá bán, nhưng mà cũng có rất nhiều người đến đây để hỏi mua, nhưng mà tất cả những người hỏi mua đấy thì đều không thể nào thể mua được, bởi vì là cứ mỗi lần đến hỏi mua thì đều xảy ra những cái chuyện nó không may, nên là không thể nào thể mua được đám đất này, bởi vì như người dân chia sẻ thì là do người chủ đã mất đấy, người ta giữ đất, người ta không cho bán đất đấy. Vì vậy nên ngôi nhà bị bỏ hoang từ ngày đấy đến bây giờ. Như mọi người nhìn thấy là cái tường với lại tất cả mọi thứ là nó cũng đã mọc rêu mọc cáu hết lên rồi. Và xung quanh thì các cây cỏ nó cũng đã bao phủ khá là kín ngôi nhà. Do người dân chia sẻ thì cũng không có ai dám bén mảng đến cái khu vực này, bởi vì cái khu vực này mỗi lần có người đi vào ấy đều có cái cảm giác khá là lạnh người. Nhưng mình bây giờ mình vào đây thì mình cũng có một cái cảm giác cũng khá là lạ, nổi gai ốc ấy. Cây cối thì nó mọc tùm đây, như mọi người thấy này, nó mọc nan hết lên trên các cái cánh cửa cũng như là trên mái nhà. Những cây cỏ xăng thì nó mọc xung quanh, bốn xung quanh. Khá là rậm rạp. Hiện tại thì mình cũng có một cái cảm giác cũng khá là lạ. Đấy, nổi gai ốc. Và mình đang phát hiện đây có một cái những cái tổ chim. Cái bè này thì cũng khá là lâu đời rồi. Bên trong thì cái rêu cáu nó đã mọc rồi, là nó nổi lên mặt nước trông khá là ghê rợn. Tất cả những cái công trình ở đằng sau thì đều đổ nát hết rồi, chỉ nguyên một cái nhà to là còn giữ nguyên được cái trạng thái đâu. Rất là nhiều người nói là cả khi bước vào cái khu vực của ngôi nhà này đều bị có cái cảm giác là như có người đi đằng sau, cũng như là có người mà kiểu như là mình đi một bước thì có người theo một bước ấy. Nên là ít có người dám bén mảng đến khu vực này đâu. Thì hai đám đất thì liền kề nhau, đám bên kia thì một người thì bị bệnh, còn bên này thì người thì tự vẫn. Thì theo Đức Dưỡng nghĩ thì cái khu đất này thì nó cũng khá là nghịch đấy, theo như tâm linh thì cái đám đất này thì rất là nghịch, vì cùng một dòng đất mà một người thì bỗng dưng thì tự vẫn, một người thì bị tâm thần đấy, nên là do đám đất, một người bên trong một người bên ngoài. Sức khỏe này thì cũng xây khá là lâu rồi, rêu cáu rồi các cái màng
nó nổi lên trên mặt nước, nhìn nó khá là rùng rợn. Những cái công trình này là đều mục nát và rơi hết xuống bên dưới rồi. Nếu như bình thường, đám đất mà bình thường thì người chủ còn lại chắc chắn sẽ bán được đám đất này, nhưng mà một là do người chủ đã mất giữ lại, hoặc là do đám đất này thì nghịch nên là mới không bán được. Nên là gia đình còn lại còn sống ấy thì cũng ở, nhưng mà về sau thì cũng không thể ở được, bắt buộc phải dọn đi và bỏ bỏ luôn cái đám này lại để đi dọn đi một cái nơi khác ở. Đấy. Và cũng có nên giá bán đất nhưng mà không thể bán được cái đám đất này. Thì rất là nhiều người đến hỏi thăm để mua, nhưng mà sau khi người đến hỏi thăm mua thì không thể nào để mua được. Vì cứ mỗi lần đến hỏi thăm là định mua rồi thì lại xảy ra cái việc, đây là cái bể này từ thời khá là lâu rồi đấy. Có những dòng chữ ở đây, đây như đây, ở trong đây là còn con số gì đây, 92. Theo mình nghĩ thì cái bể này được xây từ năm 1992, những hai số đầu thì nó đã rơi ra rồi. Đấy, xung quanh đây thì mọi người cũng xây nhà rất là to và rộng, còn chỉ duy nhất là một cái nhà này thì còn sót lại và bỏ hoang này. Những cái cửa thì để khá là lâu, nó cũng khá là cũ và mốc meo đi rồi. Thì đứng trước được mọi người chia sẻ là cái nhà này thì người chủ trước kia là đã dùng dây để treo cổ mình để tự vẫn. Đây là treo ở ngay cái chính cái cửa này. Đấy, mọi người nhìn cái cảnh tượng ở cái trần nhà thì nhìn khá là ghê, rất là ma mị. Cái khóa này thì cũng đã được khóa ở đây khá là lâu rồi. Mọi người nhìn cái khóa thì cũng khá là lâu rồi. Xung quanh khu vực này thì cây cối mọc khá là rậm.